Chủ nhà chuyển đổi công tác, có nhờ bên nhà tốt bán một căn nhà tại quận Hà Đông giá rẻ, ngõ thông, ô tô nhỏ đi qua. Ngọc Anh xin chào kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà tương đối là hợp lý, có tặng lại nội thất, nằm ở trên mặt ngõ thông, mặt ngõ nhà nước. Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì được thiết kế và xây dựng năm 2022 quý vị ạ. Và căn nhà thì được thiết kế 30m, xây dựng là 4 tầng. Chủ nhà có lộc chuyển đi và nhờ bên nhà tốt bán. Với căn nhà này thì thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá căn nhà nhé. Vị trí của nó thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh chợ trường phường trạm, tiện ích dân sinh đầy đủ, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là một lớp cửa sắt và đồng thời là có tấm nhựa nữa, cho nên là vừa bảo vệ được ngôi nhà cũng như là chống muỗi bọ mọi cái mọi người ạ. Với phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, hướng nhà là hướng đông bắc. Căn nhà này thì sổ sách tất nhiên là chuẩn chỉnh, rõ ràng, đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh về phần ngân hàng. Còn đâu thì cái căn nhà này giá bán hơn 2 tỷ, em sẽ để phần giá bán ở dưới phần miêu tả. Quan trọng nhất quý vị cần quan tâm đó chính là sổ sách luôn luôn phải chuẩn chỉnh, đảm bảo sổ thổ cư 100%. Và sổ ở đây có nghĩa là không nằm trong diện quy hoạch thì ngân hàng mới hỗ trợ cho quý vị vay vốn ngân hàng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Ở đây thì tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Thực ra thì với cái không gian nhỏ mọi người ạ, diện tích có 30 mét thôi thì chủ nhà thiết kế gọi là tối ưu công năng, gọi là vừa bếp vừa khách nếu như mà nhà có khách. Còn đây là phần để xe riêng. Còn để mà nói phân tách biệt ra phòng bếp riêng, phòng khách riêng thì không hẳn. Nói chung căn nhà có như thế nào, em sẽ quay review cho quý vị như vậy. Căn nhà vuông vắn, không giáp hậu, quý vị hoàn toàn yên tâm. Không lỗi phong thủy gì, nhà xây và ở thì còn tương đối là mới mọi người nhá. Gia chủ ở rất là giữ gìn, có lộc thì người ta mới chuyển đổi công tác và nhờ bên nhà tốt bán. Đây là phần không gian phòng bếp ạ. Với phần không gian phòng bếp, đây, chủ nhà để lại những gì thì ở trên video có gì quý vị đến xem như vậy. Và chủ nhà để lại những giá trị như thế ở trong không gian nhà. Tủ lạnh này, bộ bàn ghế này, rồi là tủ bếp, bếp từ hút mùi đây. Nói chung là có như thế nào em sẽ quay và chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Mặt bếp ốp đá granite, rồi là tủ bếp thì là inox. Tủ bếp thì là chất liệu inox 304, còn tủ bếp thì là tủ gỗ. Không gian bếp nhỏ nhắn, hợp lý dành cho một hộ gia đình. Đây. Máy lọc nước này quý vị ạ. Rồi tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, ở đây thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ. Điện thì sử dụng điện lực EVN Hà Nội và nước sử dụng nước sạch sông Đà, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây là phần đứng từ không gian phòng bếp mà hướng ra phần cửa chính phòng khách. Hướng nhà là hướng đông bắc cũng tương đối là mát, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ngõ thông. Đó, không có trên ngõ chung nào cả, cho nên quý vị cũng hoàn toàn yên tâm. Đây, chủ nhà cũng có thiết kế một chiếc bể cá mini nhỏ nhắn xinh xắn, đờ co. Nói chung tất cả những cái mà em đã quay là nhà bán theo hiện trạng. Có gì ở trên video thì quý vị đến xem và mua là sẽ được những cái thứ đó nhé. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Rồi là tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên trên tầng 4 thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân nói lên khám phá các tầng tiếp theo. Tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị là một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Ở đây là có cửa sổ thoáng ra phía đằng sau, tay vịn cầu thang đây ạ. Rồi là phòng ngủ thì tương đối là rộng, thoáng, chủ nhà thiết kế để lại nội thất, giường, tủ, điều hòa cho quý vị. Trên phía tầng 2 là thiết kế sàn gỗ nha mọi người. Rồi là nói chung đấy như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, kể cả rèm ở đây là rèm cửa là cũng vẫn còn mọi người ạ. Điều hòa này, đó. Mọi người cứ hỏi là sao em không có quay nhiều nhà dân gửi bán, nhưng mà thực tế là mọi người cũng không gửi quá nhiều ấy mọi người. Cho nên là nếu như mà có căn nào mà chủ nhà chuyển đổi công tác, có nhờ bên nhà tốt bán thì em mới quay. Cho nên quý vị nào mà đang có nhu cầu gửi bán mà chuyển đi công tác thì cứ liên hệ trực tiếp chia sẻ với nhà tốt nhé. Không gian phòng ngủ mọi người ạ, rộng, thoáng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, để lại nội thất cho quý vị. Nói chung là tất cả những thứ mà trên video quay. Phòng vệ sinh, phòng vệ sinh sử dụng cho phòng tầng 2 đây.
đầy đủ thiết bị vệ sinh cho quý vị, cũng như là chủ nhà để lại là một chiếc bình nóng lạnh. Đấy, rất là thoáng. Với cái phần tầng 2 này thì hành lang đi vào ấy thì là thiết kế là lát gạch gỗ, còn trong phòng ngủ thì thiết kế sàn gỗ mọi người nhé. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngồi anh đang đứng ở tầng 3 của ngôi nhà, với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị. Cũng gồm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Và đây là phần tầng 3. Cửa sổ thoáng này, rèm cửa này, giường này, tủ này, tivi này. Trên phần tầng 3 thì không thiết kế trần thạch cao. Nói chung tầng 2, tầng 3 đây mọi người này. Đó. Là chủ nhà thiết kế sàn gỗ. Phòng vệ sinh thiết kế như nhau. Tầng 2 một bình nóng lạnh, tầng 3 một bình nóng lạnh. Quạt hút mùi, hệ thống thiết bị vệ sinh sử dụng cho các phòng ngủ đầy đủ tiện ích. Công năng hài hòa, tất cả các cửa vệ sinh, phòng cửa vệ sinh là thiết kế là cửa nhôm hệ. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và thưa quý vị, trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 tiếp theo thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là một phòng riêng. Hiện tại thì gia chủ cũng thiết kế ở đây là để lại toàn bộ là tủ thì là thiết kế để trên phần tầng 4. Rồi là một bộ bàn ghế phòng khách nữa mọi người nhé. Cửa sổ thông thoáng, phần còn lại sân phơi. Sân phơi đây. Công năng sử dụng hài hòa hợp lý, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Chương Mỹ, rồi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương đều rất là ok. Với cái căn nhà này thì nó cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km, tiện ích giao thông xung quanh đầy đủ, chợ trường phường trạm đầy đủ. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí mua nhà thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa được cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.